Hiện nay thì có thể nói rằng smartphone là thứ chúng ta sử dụng nhiều nhất. Nó không chỉ là một sản phẩm giải trí nữa rồi, mà người ta sử dụng nó để giao dịch với những phần mềm quản lý tài khoản ngân hàng, hay là chúng ta có truy cập email với những cái dữ liệu rất quan trọng. Tuy nhiên thì người ta lại cũng lo lắng được một vấn đề là khi có quá nhiều thứ quan trọng, liệu đến một ngày nó bị ăn cắp dữ liệu hay là chúng ta bị đánh mất máy thì phải làm như thế nào. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một trong những phần mềm mà mình đã tìm kiếm và sử dụng khá lâu, thấy rằng là gần như nó có thể bảo vệ được chiếc smartphone mình mọi mặt là tốt nhất. Đây là phần mềm tên là App Secure. Thực ra App Secure này không phải là mới lạ, chẳng qua các bạn có thể nghe thấy là lần đầu tiên vì nó không phổ biến ở Việt Nam do mới gia nhập thị trường Việt Nam gần đây. Tuy nhiên, App Secure lại có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật và đến từ Phần Lan. Thế nên mình trải nghiệm qua thì thấy chất lượng cũng như là cái ứng dụng này đem lại ta cái độ an toàn và bảo mật vô cùng là tốt. Dịch vụ này thì có một website riêng tại Việt Nam chúng ta, và khi bạn truy cập vào chúng ta có thể download và cài đặt bình thường. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói về cái tính năng của nó trước, còn cài đặt ứng dụng thì chúng ta sẽ nói ở sau dành cho các bạn có nhu cầu. Ứng dụng này sau khi cài đặt thì chúng ta sẽ có hai cái phần mềm biểu tượng sẽ xuất hiện, đó là App Safe và App Safe Browser. App Safe là một phần mềm quản lý máy toàn diện, trong này có bao gồm 6 tính năng nổi bật như là chống virus. Virus là một cái chúng ta sẽ thấy không thực sự phổ biến đối với smartphone. Tuy nhiên đôi khi mà các bạn vô tình cài các phần mềm có mã độc thì nó sẽ ảnh hưởng, và các bạn thấy là cái tình trạng này xảy ra trên Android khá nhiều. Và cái phần mềm tiếp theo là cái rất là quan trọng, đó là khả năng chống trộm. Với khả năng chống trộm này thì nó có bao gồm 4 tính năng quan trọng mà mình thấy rất là tuyệt vời. Nó có thể định vị được thiết bị của chúng ta ở đâu. Thứ hai là có thể khóa thiết bị được từ xa. Thứ ba là đổ chuông báo động trên thiết bị. Và thứ tư là xóa dữ liệu. Các bạn đã biết rằng tình trạng trộm cắp ở Việt Nam thì xảy ra như cơm bữa, cứ 1 mét vuông lại có một tên ăn trộm. Tuy nhiên thì với cái việc nếu chúng ta vô tình và bị mất, chúng ta có thể sử dụng một cái câu lệnh từ xa bằng cú pháp SMS khóa lại thiết bị này hoàn toàn, cũng như là xóa sạch dữ liệu trở về như mới, bảo vệ được các ví dụ như tài khoản ngân hàng hay là các dữ liệu cá nhân các bạn trong máy sẽ mất sạch, khiến cho tên trộm đấy có lấy được máy cũng không lấy dữ liệu của chúng ta. Cũng như là chúng ta có phần mềm bảo mật ứng dụng. Thì thực ra cái phần mềm này nó không phải là khóa ứng dụng của chúng ta lại, nhưng nó sẽ cho phép người dùng biết được. Nó sẽ liệt kê sắp xếp tất cả ứng dụng được cài đặt có thể khả năng xâm phạm vào bảo mật của các bạn. Phần mềm thứ tư đó là khả năng kiểm soát của cha mẹ. Các bạn biết hiện nay thì smartphone quá rẻ, 1-2 triệu cũng có, và ai cũng muốn trang bị cho con cái dễ liên lạc này nọ. Tuy nhiên thì cái điều chúng ta sợ đó là con cái mình không biết là khi dùng smartphone nó sẽ làm gì, nó chơi game như thế nào, vào trong web gì. Phần mềm kiểm soát cha mẹ là một cái công cụ bảo mật một cách toàn diện, cho phép con cái mình một ngày sử dụng được bao nhiêu tiếng ở ứng dụng nào, cũng như là nó sẽ cấm con cái mình vào một số website dựa trên cái nội dung lọc từ cái ứng dụng này, các website bạo lực này, hay là các website mang cái nội dung tính chất không an toàn, website người lớn. Tình trạng cuộc gọi, vâng, cái tình trạng hiện nay spam cuộc gọi hay là SMS vân vân xảy ra khá nhiều, thì cái này cũng có thể sử dụng để có thể chặn lại được những cuộc gọi không mong muốn chúng ta, để tránh bị quấy rối về ban đêm. Và cuối cùng là cái này nó sẽ có tính năng duyệt web an toàn, gần như là chế độ ẩn danh nhưng mà đã là hoạt động độc lập. Và mọi khi sau này các bạn truy cập vào ứng dụng nào, bấm vào một link nào đấy thôi, nó sẽ nhảy ra cái chế độ ẩn danh này, tránh trường hợp các bạn như hiện nay là bị hack nick Facebook. Đơn giản là do các bạn cứ bấm vào các cái đường link linh tinh thì khiến chúng ta dễ bị như vậy. Nhưng với cái phần mềm App Safe Browser, không bao giờ các bạn xoắn về cái vấn đề đấy nữa, cứ bấm thoải mái, bét nhè, nó sẽ bảo mật cho cái dữ liệu chúng ta không bao giờ bị mất. Và để cài đặt phần mềm này thì nó khá là dễ dàng. Các bạn truy cập vào đường dẫn fsecurevn.com, chúng ta sẽ được đưa trực tiếp đến trang web của đơn vị này. Và lúc này chúng ta sẽ thấy là nó được cung cấp dịch vụ bởi Viettel. Thế nên cho tới điểm hiện tại thì nó chỉ hỗ trợ cho các thuê bao của Viettel mà thôi. Các bạn có rất nhiều cách để cài đặt, thì có thể download thông qua website. Chúng ta sẽ có lựa chọn các thiết bị như là từ Android, Mac, Windows hay là Windows Phone. Và hiện nay thì chưa có iOS ở đây nhưng tương lai sẽ có. Các bạn chỉ việc lựa chọn cái sản phẩm của mình, sau đó bấm tiếp tục. Nếu như của Android nó sẽ tự động đưa chúng ta đến CH Play, có thể download về cài đặt hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì, hoặc truy cập vào website để tải về. Với cái ứng dụng này thì nó sẽ đi kèm với các tài khoản bảo mật. Trên một tài khoản các bạn có thể sử dụng được nhiều thiết bị. Đây chính là một cái điểm cộng rất lớn của phần mềm App Secure. Nếu như mà các phần mềm khác ấy, thường là chúng ta phải mua riêng phiên bản bảo mật dành cho từng thiết bị. Tuy nhiên với cái này các bạn chỉ cần một tài khoản duy nhất thôi. Các bạn có thể đăng nhập cả trên PC, chúng ta có thể đăng nhập trên Windows Phone, Android hay là macOS đồng thời cùng một lúc. Và cái phần mềm này chúng ta thì có hai cách để lấy tài khoản đăng nhập. Đầu tiên là các bạn nhắn tin tới tổng đài của Viettel để nhận được tin nhắn tài khoản, đó là soạn DK3 để gửi sử dụng miễn phí được 1 tuần. Và chúng ta có thể sử dụng DKM3 để gửi sử dụng trong vòng 1 tháng miễn phí. DKM này thì nghe nó hơi buồn cười tiếng Việt, nhưng DK là đăng ký, M này là month, tức nghĩa là đăng ký theo tháng.
thì các bạn yên tâm với dịch vụ này. Hiện nay sau khi đăng ký các bạn dùng miễn phí đúng 1 tuần hoặc là 1 tháng tùy theo gói các bạn, và sau đấy thì nó mới tính phí. Và yên tâm là các bạn thể hủy dịch vụ này bất cứ khi nào các bạn muốn, kể cả 30 ngày các bạn dùng đến ngày thứ 29 rưỡi các bạn hủy dịch vụ cũng được, nó sẽ không bị trừ tiền. Các bạn lưu ý cho mình là khi chúng ta nhắn tin đăng ký xong thì sẽ có một cái tin nhắn trả về, lúc đó chúng ta sẽ có được cái tài khoản mật khẩu để đăng nhập. Thì các bạn nhớ lưu lại cho mình cái mật khẩu này để đăng nhập trên mọi thiết bị, và sau khi đăng nhập xong các bạn nên đổi ngay để chúng ta có thể lưu được mật khẩu khác dễ dàng ghi nhớ hơn. Hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào cái website, nó sẽ hiện ra cái thông báo là các bạn muốn cài phần mềm miễn phí 1 tháng hay miễn phí 1 tuần, thì chúng ta download từ đấy về cũng được và đăng nhập vào trên thiết bị để có thể sử dụng một cách bình thường. Hôm sau thì mình sẽ có các video chia sẻ kỹ hơn, hướng dẫn cho các bạn về từng tính năng nổi bật, trong đó như là đặc biệt hướng dẫn sử dụng tính năng chống trộm, tính năng kiểm soát của cha mẹ. Điều này sẽ giúp chúng ta có thể bảo mật và giúp đỡ cho phụ huynh sử dụng cũng như là kiểm soát máy của các trẻ nhỏ rất là tốt, hay là duyệt web một cách an toàn nhất, tránh trường hợp bị mất dữ liệu cá nhân của mọi người. Và cách cài đặt các bạn có thể xem qua video, hoặc là bên dưới mục thông tin video mình đã có cái các bước cài đặt khá là dễ dàng. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.